nông bề này sầm nô đó bà con cha na sa sơn đạ bần đi tao đem công đức lòng vò ni rốt na miền sầm nô ta cả đạp smốt lên bần biệt phơi áo bộ quần nó miền cá sầm về chấm bột sạt nâng sầm khà lốp bộ quần nó phơi một nạ khảo tử ta cột nốt và đệ sản thi khăn phục nà à, thơ mạch đấm kìa à, từ phục ná có từ tử nà bần tay bà miên thì ở đây xong về nông hình ạ đạp màu chuyện đào nâng miên thì đây xong về đôi chùm nu là bác quần chạc xu lò đá đến nà bà miên thì đây xong về chùm phô xong kha là thô bật mến nâng vì tới chi mà hà có xa là hãy ai chi nhiên đã xăm về dột rồ cả xong về ní có cư chia tu vì bác xâm nà nà nâng ai và để sẵn thị nữ khăn ông sốc cả tệ hộp ấy chẳng tờ bình thái dương mình đang ngầm bi vừa rẽ chất để cả là ông khăn ông hành hạ nốt thà vì chìa mà hà có sao mẹ đã được gõ ớt khăn ông hành hạ sẽ đạp nâng chuốn có ai từ chìa tu mình nốt có bàn nói xa ta sẽ đạp smốt ấy chẳng tớ có xung về nắng bia xung về mùi tiết đây mình men chỉ thua nó vì tới chỉ sờn nọc luôn ai anh nát luôn sờn nọc luôn ai miền tóc của tôi mình no chư mình để ai kì mình mơ mơ anh còn chào nhiệt mật kì mình mơ mơ anh kì ấy chẳng á nè hay đó là chẳng có ai cả tô mình ô on tô chật nông cả đại on tô chật nắng về mình mẹ anh chị thực đây sùng về tê về tới chị tô mình ô dương tràn tay trở lòng đại về đường thực đây sùng về hay nằm sập hiệp áp sốc rồi nè sùng về hay nằm áp sốc sùng về cứ miền sang kha là thô nắng mộc chia rầm rồi nè hay sự hiệp áp sốc nó có miền bọc từng lái từng buồn nó một chi ở lòng đôi khi đôi chi khăn ông khăn nạc là nơi dương trời kia sẽ đầy bệnh tốt trời kia biệt biên hay dân tới một cười cà tốc mà nè ai hay dân thắng nhóm đôi chi sống về nắng mà sống về mến về mình ấy tới bệnh tái bê khá về mến chi ca sống về tới về tới chi rường cà tốc coi sùng rê mà nè ai nâng chân tơ nâng về chỉ cả sao ấy nỡ tốc hạt tô mà nó sợ về tình yêu này ba nhà hà tha và để sầm thị nòng phục nà ná nâng về sầm rai từ lứ về tiệp sạp nâng cùng cha về tiệp sạp nâng bà rồi lập hơi bón với từ ti gần lại lọ chân tơ hay bà mình lập hơi bón thế lập hơi bát bờ cam ạ có sao lắng mơ và khót có tự căn tục có thể phục chẳng tờ thì đối chứ này ở miền cả đằng chú ba tha nâng tờ nà mô nà thế còn tại bà tiệp xa lạp nâng và rốt vô mà hà có sao lắng chia thật vật đầy hỏi có tự căn sắp có thể phục tờ hay bà mình miền mà hà có sao thế chỉ ạ có sao có tự căn tục có thể phục tờ cứ dùm ra tạm nâng tại thà ở khi ông cả đà nâng lại thà nhẹ sẽ đạp một tầng óc sẽ tự tự cảm tham su ấy nâng co mình ai sầm đại bàn đại về sầm đại từ lời chết rồi bao bọc cô nhẹ sẽ đạp nô tiền nè vừa tay còn chặt sạ su nâng co là o thế nè hai miền sầm nô mình tỏ tiết bốn cát là ứng tam rồi dẹp bảy tệ làm sao mà nó mùi nam miền an được hiệp chiêng bà con cha su tha bon cả là đào bay kha nâng sao mà nô
nâng xu hình chân lọ thêm pro bay tệ nâng sao mà nó chỉ mùi kia đi nếu khả năng chê tự sập đại xăm bây giờ chỉ mùi nâng mà hà có sao bay tệ bay tệ chê tự sập nâng ai ca chỉ mùi mà hà có sao đại chỉ sao mà nó mà hà có sao lên á đại chỉ ủ bay khá mà hà có sao nó ăn miền bay tệ tệ đối với nên mình ai nhẹ nhẹ cổ sao đại miền sao mà nó ắt bay tệ miền bay tệ ắt sao mà nó tệ rồi bay tệ nó cứ dịch đây đi chơi chạy cài chạy chết nè nâng hai giờ này sao mà nó có cứ chưa dịch đây đi chơi nâng thòng đá sao mà nó đại chỉ tu chết nó miền bay tệ chết được sắc ca chỉ mùi đối với nên bà con cha lục xạ su thả mà hà có sáu đại chỉ u pê kha về tận địa chia tận đá hay nâng sao mà nó mùi nà miền thao tràn chiến miền a nụ phiếp tràn chiêng mà nâng từ bà trời bàn chẳng nhầm cả đá bài sầm nù nâng từ chia u pê kha nâng sao mà nó chót thế đó là từ bà trời bàn thao mà đá mà hà có sáu đuông ti muối chia mò ha của sao ukrat nè ukrat pro miền sao mà nó chăng mò ha của sao mà nó nâng phát triển miền phao tràn chiêng upay kha hơi đồ cá phơi tiền nâng làm đai chỉ đây bài đi chơi để xa sơn nâng của bình chết ai nông ca của prat nơi của sao là cam sen sen nâng của miền cá bình chết nông phơ nô nô đồ chìa bè bà rong bồ đi sát bà ông trông phơ tiên xôn bày tại bà nê ta bà ông bà nê ta bà ông này chứ cơ ai đào ân ở bìm nâng của bà ông ai tiền người nhâm ai tiền ca bình chết chẳng ai bàn mà hà có sao đây chứ sao mà nó nâng miền phao tràn chiêng ủ bày khà có bần tay xích đây nê chẳng ó dương mình ai bằng qua bình chia nơi tua của sao nâng nè bằng qua bình chia nơi tua của sao nâng ai ca tới chỉ sao mình ô sốt tới chỉ sao mình ô rứ có upe kha ban nô thế nên viên sum rai tu lừa rắm khăn ông pel nâng tiệt rồi pel kha dân đăng đá hay mà hà có sao sao mà nó bàn bọn chả chia một bầy khá của bình tá dân người đá từ ai nhăn sao mà nó bàn trục về nó xung bay tại rương xanh xanh cao một bì cổ sao đó đã hỏi tới xung bay tại rương lục hẹ nâng bê khá dân tiêm tia thì đây sẽ là anh chân bị chất rồi bỏ dân mình đang bàn phong dân bằng không chất luôn ai ai sẽ là anh ở nà mình đấy đào thì đầy ri ri chân tới dương bằng không chất bằng cao chất nâng ấp bàn thế bà mình miền hai cực con làm bấy chất nâng cao lang thế nọ là chấm riêng bon nó gọi đời kia chân đá mình thà tại sao mà nó rơi có ủ bay khà thế cứ cao lang pro hai pro phải chạy tầm ó miền à ra mình là phải chạy nâng chỉ phải chạy mui rồi thông nát nòng chết đại chi mà hà có sao ai cao lại bàn nâng đôi chi nếu khôn là nghị mệnh đẹp cả mà còn cha bàn và tệ sân chung vinh phải mà hà phù thì phật bàn sâu đời về pho mà chạm cặp và bồ tát đã sâu bồ chia ngày sao là hạ bồ chia nâng bàn sâu nơi sự khai vô chất sự pram vì rô hay sát chia nếu pho mà xong gần đây từng bị bệ áp bị thua nâng Phật Bồ Đề Sát đáp a chi a lâm này sao mà nô ai cát lang bán nóng khả nạn nô nâng sao mà nô nâng ai cát lang bán ta mà rầm chẳng thử hay bờ ắt miên a rầm cướp cơn à các sự thiệt mình cướp cơn thế sao mà nô ắt cát phơi mệt dưỡng chăm ao nẹn nẹn sao từ sao mà nô sao từ ri ri giờ mấy sôm bấy để chết luôn dưỡng pê kha dưỡng mình chăm ao sao mà nô dưỡng chăm ao sao mà nô nâng mình cả làng bàn phò
rồi sao mà nó đấy cứ chỉ tu về tình y chỉ tu về tình y về tình y nó cứ chỉ về tình y khan hay khan nó mình tiền chỉ tốt hay nó chỉ anatta rồi nè rồi cho nên dương mình ai bằng co mình chia sao mà nó bàn thế sùng bay đăng là sao mà nó cả lá cứ lọ nồng bon nâng trắng bàn tay dương mình ai bằng co mình chia sao mà nó hay cả lá chia riêng ra hột bàn đâu rồi nè rồi nếu mình men thắt được khăn ông ca bằng co bằng chia là bao dương chuẩn phê khá của dương khơi nhận được tay một nguồn kìm ấy chẳng tới của dương xạ xua tới thà hai tay ban chìa mình sẽ bài chất ấy chẳng hết nữa thì bằng tay rương tầng ông đi với sát tầm mê là rong sát tầm mê là rong này chất nâng này tật mục nâng sát tình mê là râm trong ốc mà mình mê là râm một và cót ai sao mà nói đi cậu bê khá một cô nói mình ai nhàn nâu bê khá về tình yêu rư cậu sao mà nói sao về tình yêu nó hỏi cả làng bàn tê chuôn bê khá kêu một bênh bôn kê sập bài cậu khá ní ọt tà dương mua dương ọt sập bài men dương nhà ọt sập bài tê cứ sao mà nói về ọt cao hay sao mà nó nắng men sao mà nó ra bao dương thế cứ chỉ tu chết để mình cài lại rồi đối với nay dương ăn miên đó ăn tu chết hả cái sự bài cục cái này cái nòng bón ai này ăn miên sự bài ấy sao rồi vô thật kết khơi như đường này đường nó nắc này nắc này nó hai bị cha đã về ngay dân tới về lấy sự bài tới nhóm nâng cái sự bài cục này off vì ăn tu chết nâng chịu vật luôn ấy rứ co ăn tu chết nâng cả đã đại phê lùng phình bon nâng vừa ban sao mà no ăn chết á từ bon kia mà bớt ban sao mà no thế cái xa thu lư lư hay cái sự bài cái phình chết nông ca đạp nông ca vừa tiên là xa sơn nâng chậm lại cho ai nhảy ăn miên sao mà no nâng kia sao nâng mà việc bàn vô thả xong bay sao mà nó nâng ná có mình bán thật được khăn ông ca bằng cọp bình chia ra bỏ dương đai chuôn dương chuôn kê rừng miền sao mà nó nâng tế khóa dương có tư thằng nẹ đột tây thả nhầm nè vợ bón sợ bay thằng ấy ấy cọt nó mọ bón chở môi khía mưa mọc mọc mờm ban mọc nè mình chăng nâng mà vì dương ngọt bàn vô lầm bì đầm ná thiệp xên khía đó thì thế sinh khi này đây mình nuôi về miền nam phải phải bị khi chậm từ làng co quạt cầm phong tại cả tộc tự tu sầm biết riêng ra riêng này riêng nô rập mình chia riêng ra nâng đại bản đá ấy ắt miền sao mà nó nâng chẳng bà sao mà nó mình cài láng có ắt tử cầm nọ đằng scroll vậy vậy cướp giang cứ mình bàn thật được nông ca bằng co bình chia là bao dương sập bê thua mi anata tiệm ó nè cứ mình men chỉ là bỏ sạt bỏ cột tu khốn mình men chỉ là bỏ dương dòng ọt nâng đèn sao mà nó khai đây tu mà nó khai đây u pê kha khai đây nè cột giang dòng ọt cứ mình men chỉ là bỏ dương presma sam bút phở ông mình ao dương nâng chọc chấm pẹ nâng sao mà nó nổi ná hai con mình chọc chấm pẹ nâng tu mà nó đấy khăn ông tập than ba để bát cứ phở ông ao score nơi về tình này nâng trầm tai chiều về tình này đại mình men chỉ sát mình men chỉ bộc cô cứ trầm tai chiều về tình này cứ cả sao ấy nếu ở lòng tai bật phân nâng thế mình ao thì chọc chấm pẹ chỉ mùi nâng sao mà nó rứ cỏ u pê kha na na chẳng có cho nè tam cô cá khăn ông tập than ba để bát nâng cứ vừa tới đầm bấy lẹ băng mình tô băng nơi về tình này nè về tình này từng lại từng cuốn về tình này ná cá láng có cá tới bên tai mình bán trọc cánh nơi về tình này nốt nốt thay chỉ tù luôn trong nâng để ruồi phớt âm pi về tình này nè ruồi phớt âm pi về tình này nơi về đã cả đã còn trang nhiệt nhộm nâng ban cầm nọt score nơi về tình này từng lại từng cuốn mình men chỉ tù luôn nè nâng sầm nua là bao còn trang bạn xạ xua nâng cứ đọc sai cũng khai phần nâng hay miền từ nua bần to từ tiết nè nơi phê lê bật xong miền thể đạ đầy ca chùm bố ủ bà sao bà sĩ ca ông phí ca co sang ở vầy mối hơi miền ca miền ta cha co thà còn cha miền bột ca vinh ta trao đề tử tê nâng mình trao tế tên trô bật sóng miên sông khẽ đại ca rư có thê rạ đại ca sông khẽ đại ca chân tư
thề ra vị cha thề ra đầy cá chứ thề ra đầy cá chia ra đầy cá bịa thay như là bọc thề ra đầy cá nâng song cả đầy cá nâng cứ miền bịa thay như là bọc song hay bột thề đầy cá là bọc đẹp bột miền bột thề đầy cá chẳng á chẳng bịa nâng có ra đại bị khnhi chẳng tới dựng đằng hai bờ sóng mình men chia bột tê chẳng phải sáng nó trầm tại miền sông khe đại ca nó cứ trầm tại hoài hải hải và lưu hoa cha còn ao thà miền bồ tát đại ca với nhà nông viên mình trầm bồ tê bồ tát đại ca cứ bảo ông sầm đại cột ao hải ai sầm đại ban thà bệ sầm ma sam phốt miền bồ tát đại ca nó như ai như vậy bà chẳng à bên tai miền bệ sáng bệ ông trú miền bồ tát đại ca thà rồi có lục ta ông kru chào thị ca vua và đây chỉ có miền bột thị ca nắng trầm trầu hai nhiệt nhóm cho anh ta này dành chân từ vua ấy nắng cho anh ta này dành chân chùm để có miền bột thị ca nắng trầu hai tiền miền bột thị ca nắng bột thị ca cứ chỉ đầy ca cha rồi bọc là bột mà nó nhiệt nhóm là bột chân dân xoa biển nắng mùi thì tới thà bột thị ca cứ phải dùng mùi bật bột tê hay bật sáng cứ sáng khả đại ca dừng dừng ai đi dây bàn nè ai đi dây bàn hả còn chắc miền sáng đại ca nó cứ trầm trâu rư cò còn chắc miền sáng đại ca bằng to tiệt mau nhầm ngàn án nó sẽ đạp bình chẳng hơn á nó miền sáng khả đại ca cầm ai bà biết hả còn chắc miền bột đại ca nó xâm nua rồi bao còn chắc xưa nó có lọ đá đầm bay miền cà bồ trầm trâu miền sầm nô bản tọa tiết ta về ra nhập priem để điều bệ ông thằng cào nốt lệ nở rộ đại tỷ bà mình lệ pro hợp vây có mình miền ca sầm đại mình chia ấy phòng đại cái lại nắng rực gặp nhom cả na mình bàn mưa đó gặp đắng pro nồng nắng ọt bàn khơi thả về ra nhập priem nắng cọt bàn sầm đại thô rồi có chạm từ mưa bằng thay em tiết bằng to tiết tại nông phê để sạch đạp rồi ông trông xâm đại nhìn sắp cực tầng ọt nâng vì ra nhập riêng nâng có còn để bàn đo nơi bệnh trái sẵn nạ cung nè mà đó chỉ vượt chẳng thầy ai bởi quân cha miên ca ngưng sao dạng ná có mơ lực nông sự mạnh tập ba sa tị ca thắc tha bệ vị này khả năng về ra nhật căn đến hai đời với ban chia ao miền kho mà yết năng mà hà ni cai năng miền du ấy đến mình nên là ao miền đấy cứ đường ra từ miền chân từ miền mọi chân còn chân tới miền phục vụ ni cai năng hồ hai miền là bờ tây khmer dương thế miền là bờ tây khmer dương bờ tây thái đằng ấy miền kho mà yết miền mà hà ni cai ấy nông bờ tây bờ tây tiệt từ chia sẻ lăng ca phùng miền nông miền ni cai tràn chiêng khmer từ tiệt ở trai chìm cầm nông ca can bột sát na nông nè ni cai dương là nông kho mình kho khnì ấy đại trên can bột sát na đôi khnì nông mình ai nâng chập tôi cũng học khnề từ bình từ mọi thế cứ tha rò của Phật sát na đôi khnề chăng thà ni cai thông thông trong sớm mai này miền để mà hà diên nâng hành diên tê cứ dường nâng cái ao chúng ta hành diên thầy đạo việt nâng đó thì mà hà diên nâng cứ nơi dọc chân nơi tỷ bề nâng hà mà hà diên tại ăn miền khơi bị hành gì nữa khi nông bị đọt thạch cả thai ấy có ăn miền đá khơi để và bị thay đổi viên thay đổi viên để Phật sát na khi nông sập khmai dương nó cứ thay đổi viên khmai thay rồi lần ca phùng miền nó bạc thay đổi viên hay từ hàng chân của rê cho con này nó cứ à cha để dạ viên cha đại diện việt thề đại việt nó cứ chịu việt tẹt rồi bó thề ra đại chế bảy rồi hoàn
a cha ri ye viết cứ chư viết tẹ របស់ពួកអាចារ្យដែលជាបុព្វជនហើយក្នុងការកាន់ធម៌វិន័យហ្នឹងក៏មិនបានស្របគ្នាដែរចារិយវេទគឺប្រសងនៃខាងនិកាយចារិយវេទថេរវេទយើងសប្ដងនេះគឺការបានត្រឹមត្រូវតាមធម៌តាមវិន័យដោយគុណចាស់បានសូត្រស្វាធ្យាយអញ្ចឹងមានសិក្ខាយវត្តមានបាតិមោកទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅមហាយាននោះគេមិនបានអញ្ចឹងទេគឺអ្នកបួសនឹងមានច្រើនប្រភេទណាស់អាចបួសហើយក៏មានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតអីអញ្ចឹងទៅក៏មានណាហើយអាចហាត់វិជ្ជាគុណផ្សេងផ្សេងតាមដែលចិត្តចង់អញ្ចឹងទៅដើម្បីហាត់ប្រាណហាត់អីហ្នឹងណាហើយមាននិកាយខ្លះទៀតទៅនឹងអាចសន្និបាតបរិភោគអាហារគ្រប់ពេលទាំងអស់មានវិកាលអីទេមានវិកាលទេគឺបរិភោគបានគ្រប់ពេលហើយតើតើមែនតើនឹងគ្រឿងសង្វឹងនឹងក៏ទៅរួចទៀតហើយនឹងហើយគុណចាស់ក៏លោកបានជ្រាបក្នុងរឿងនឹងហើយដែរទាំងតែធម្មយុត្តនិងមហានិកាយនេះមានប្រវត្តិវែងឆ្ងាយនៅក្នុងប្រទេសថៃឆ្លងមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ជាប្រសងដូចគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺប៉ណ្ណឹងទេណាហើយតទៅសូមនិមន្តនឹងជើញាតិញោមទាំងអស់សិក្សាព្រះធម៌ព្រះអភិធម៌ជាបន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនានៅក្នុងមហាកសាលចិត្ត8ដួងសាមនស្សៈសហកតាំងញាណសម្បយុត្តាំងអសង្ខារិកាំងមហាកុសលចិត្តតាំងមហាកុសលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសោមនស្សវេទនាប្រកបដោយបញ្ញាមិនមានការបបួលដឹកនាំនឹងគឺមហាកុសលចិត្តដួងទី1ដូច្នេះដើម្បីឲ្យស្គាល់មហាកុសលចិត្តដួងទី1គឺគុណចាស់ញាតិញោមត្រូវស្គាល់ថាអ្វីដែលជាសោមនស្សអ្វីដែលជាញាណណាអ្វីដែលជាអសង្ខារិកៈណាមហាកុសលដួងទី1ដែលជាសោមនស្សពាក្យថាសោមនស្សហ្នឹងគឺសេចក្តីរីករាយរីករាយដូចជាការកើតឡើងក្នុងខណៈនៃការធ្វើទានរសាសិលហ្នឹងហៅថាសោមនស្សនៅពេលដែលរីករាយក្នុងសេចក្តីល្អនោះនោះហ្នឹងហៅថាសោមនស្សអ្វីដែលជាញាណញាណគឺបញ្ញាដែរញាណបញ្ញាបញ្ញានឹងអាចជ្រៀតចូលទៅនៅក្នុងខណៈនៃការធ្វើទានគឺណាខណៈនៃការធ្វើទានដូចជាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ឧបាសិកាខុជ្ជតរាអីអញ្ចឹងដែលនាងបានធ្វើទានដាក់បាត្រព្រះបច្ចេកពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធកាន់បាតដែលបាតនឹងដាក់ដោយបណ្ឌបាតក្តៅក្តៅលោកក្តៅពហោះចឹងទៅផ្លាស់ដូរពហោះឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំក៏នាងយកជើងបាតធ្វើអំពីភ្លុកខ្វាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធបញ្ញានឹងកើតឡើងក្នុងខណៈឃើញជាដីຕົករបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងឃើញណាបញ្ញានឹងដូចជាអត់បានឃើញថាទៅឃើញដល់សង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងជាຕົកជាអនត្តាអីដល់នឹងក៏ដោយសូម្បីបញ្ញានឹងកើតឡើងត្រឹមតែមកឃើញបដិគិអកៈនឹងលំបាកក្នុងការទទួលចង្ហាន់បណ្ឌបាតប៉ុណ្ណឹងបញ្ញាកើតឡើងថាបើមានជើងបាតត្របាតនឹងល្អណាកុំឲ្យគុណចាស់ក្តៅពហោះអញ្ចឹងបញ្ញាហើយនេះទានរបស់នាងនឹងគឺប្រកបដោយបញ្ញាណាញាណសម្បយុត្តណានឹងញាណសម្បយុត្តហើយដូចជានៅក្នុងគណៈដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចង់ធ្វើទានអ្វីមួយឲ្យអ្នកទទួលនឹងបានស្រួលណាហើយធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យល្អប្រកបឲ្យបញ្ញាយល់ជាស្រ័យអ្នកទទួលនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ជាការប្រកបដោយបញ្ញាមួយទៀតដែរណាដឹងថាអ្នកទទួលនឹងចង់បានអ្វីត្រូវការអីអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យដោយបញ្ញារិះគិត
trầm trở nó có bà nhà đấy. Vì thế bà nhà cứ bàn triệp chỗ từ nông của sao thật sâu. Ây xôm bây sâu nâng có miền bà nhà chỗ từ nông sâu lăng phong đài. Sâu khắc có miền bà nhà chỗ từ thế. Sâu khắc nó có miền bà nhà chỗ từ cứ để xa sâu để ớt bà nhà. Ây sâu khắc có miền bà nhà chẳng từ sâu lên á miền bà nhà từ chỉ sâu đài bà có đòi nhiên á xam phải dượt. Ây sâu lên á đài ớt bà nhà sâu lăng từ chỉ nhiên á vớt phải dượt. Chẳng cả na con cha nhiệt nhôm score mà ha có sao đùm tì muối tam rồi vậy này.